Hai ngày cuối tuần qua, người dân sống ở ven Hồ Tây bất ngờ với hiện tượng cá chết hàng loạt nổi đầy mặt nước, trôi giạt trắng ven bờ, gây mùi hôi thối nồng nặc. Các đơn vị chức năng thành phố đã chỉ đạo công ty khai thác cá Hồ Tây kiểm tra thu vớt cá chết và dọn dẹp vệ sinh môi trường. Dọc đường Trích Xài vệ hồ, hơn 500 công nhân được huy động để thu vớt cá chết tại Hồ Tây. Nguyên nhân ban đầu dự kiến là do thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng gắt sang mưa dông. Cá chết chủ yếu là cá nhỏ nhưng cũng có rất nhiều cá to, ước tính khối lượng khoảng hơn 500 kg mỗi đêm. Trong thời tiết oi bức, cá nhanh chóng phân hủy, bốc mùi hôi thối, thậm chí lực lượng chức năng dựng rào chắn và cấm các hoạt động kinh doanh khu vực vườn hoa Lạc Long Quân để công nhân làm việc. Ngay sau khi vớt lên đường, công nhân đã thu dọn vào bao tải. Toàn bộ số cá chết trên sẽ được chở đến trung tâm xử lý rác thải Nam Sơn tiêu hủy.